Sáng nay ngày 28 tháng 10, nền nhiệt ở Hà Nội chỉ khoảng 20 độ C. Người dân khi ra đường đã khoác lên mình những bộ áo ấm, mũ kín mặt, thậm chí mặc áo mưa để thích nghi với không khí lạnh tăng cường. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, bộ phận không khí lạnh ở phía Bắc tiếp tục tăng cường xuống phía Nam. Ngày 28 tháng 10, thời tiết ở Hà Nội sáng sớm và đêm trời lạnh, nhiệt độ thấp nhất từ 19 đến 21 độ C. Ghi nhận vào sáng nay ngày 28 tháng 10, nền nhiệt tại thủ đô Hà Nội ở mức trên 20 độ C. Nhiều người dân ra đường khoác lên những bộ quần áo ấm, mũ, khẩu trang hay bịt kín mặt để tránh gió. Sáng nay, nhiều trẻ em đi học cũng được bố mẹ trang bị quần áo đầy đủ để chống lại cái lạnh. Trẻ em rất dễ gặp các bệnh liên quan đến thời tiết chuyển mùa, nên việc chuẩn bị trang phục giữ ấm cho cơ thể là rất cần thiết. Những người dân tham gia các hoạt động thể dục thể thao vào buổi sáng tại các công viên vào sáng sớm cũng đã mặc thêm áo khoác để thích nghi với không khí lạnh. Tại Hồ Gươm, nhiều du khách và người dân thích thú trải nghiệm không khí se se lạnh của thủ đô. Nhiều du khách đến từ vùng ôn đới cũng đã mặc thêm những chiếc áo khoác để chống lạnh. Đợt không khí lạnh tăng cường này sẽ ảnh hưởng đến miền Bắc ít nhất là từ nay đến ngày 5 tháng 11. Trong đợt không khí lạnh, nhiệt độ thấp nhất ở Hà Nội dao động từ 19 đến 21 độ C. Tại các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, nhiệt độ thấp nhất khoảng 14 đến 15 độ C. Không khí lạnh cũng gây ra gió mùa và mưa tại miền Bắc. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.